Em xin chào tất cả cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay nhà vườn em lại lên rất là nhiều những mặt hàng thuần tại vườn nhà em cho các bác sưu tầm. Đầu tiên em lên đây là một cái chậu đùi gà 5 cánh trắng họng đỏ, hay còn gọi là gà họng bã trầu ấy nha các bác nhé. Đây, hai kỳ đã dài được 20cm hết như này rồi, và cây đã trồng thuần chậu rồi. Mã số 106 có giá là 350.000 đồng, 350.000 nha các bác nhé. Đấy, gà bã trầu 5 cánh trắng họng đỏ 350.000, mã số 106. Tiếp theo mã số 107, đây là một chậu samurai. Đấy, gồm có một mẹ và hai con như thế này, đang đẻ thêm hai con nữa, là bố đang đẻ hai con bé bé nha các bác nhá, hai con bé đang lên nữa. Đấy, chậu này mã số 107 có giá là 200.000 đồng. Đấy, cái thằng này thì nó ra hoa liên tục, nó ra quanh năm luôn các bác nhá. Ra hoa quanh năm luôn ạ. Mã số 107 200.000 đồng. Hoa cực kỳ thơm nha các bác nhá. 107 200. Rồi tiếp theo em lên là một chậu đùi gà chớp. Đấy, chậu này thì thân của nó đã dài hơn 20 hết rồi. Và đây thằng này là thằng kỳ 53 nhá các bác nhá. 51 đây, 52 đây, 52 hai cái đây, 53 hai cái đây. Và đang sưng có bốn mắt gốc đang sưng lên nữa rồi các bác nhá. Bốn mắt gốc nữa đang sưng. Đấy, cái dòng này thì cứ thắt ngọn, bây giờ đã khỏe rồi, cứ thắt ngọn là đẻ rồi. Mã số 10116, 116 có giá 300.000 đồng. 300.000 đồng nhá các bác nhá. Gà chớp ạ, 116 300.000 đồng. Tiếp theo lên một giò trầm cổ như thế này. Đấy, một chậu này gồm có 1 2 3 4 5 6 thân. 6 thân và thân dài nhất được 2 4 60 cm rồi. Nói chung là có 3 có 4 cái thân này là sàn sàn nhau hết đây. À, giò này được có 5 thân thôi nha các bác, không phải 5 thân chứ không phải 6 đâu. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 chứ. 6 thân thì có 5 thân là dài sàn sàn nhau rồi, và có mỗi một thân là được 40 thôi. Mỗi thân này là ngắn nhất là 40 thôi. Còn 5 thân kia là sàn sàn nhau hết nhá. Đấy, 6 thân. Mã số 115 có giá là 200.000 đồng. Trầm cổ nhá các bác nhá, trầm cổ hoa cực kỳ tím ạ. 115 200.000 đồng. Trầm cổ sẽ đến trầm rồng đỏ, trầm rồng đỏ một chậu như thế này. Đấy, thân của nó đã dài được hai hơn 40 cm như này rồi. Đấy là thân dài nhất, còn thân ngắn nhất là cũng 20 cm rồi. Nói chung là giò này được tổng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 thân. Được 11 thân hoa đang đi ngọn như này các bác nhá. 11 thân đang đi ngọn như này. Đấy. Mã số 105. 105 có giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng nhá các bác nhá. Đây là trầm cổ ạ. 105 300.000. Tiếp theo lên một chậu hoàng thảo kèn. Hoàng thảo kèn thì đây là toàn những cái cục nguyên bản nữa các bác nhá, toàn cục nguyên bản cắt ra và đã đặt vào chậu như này. Nó được 1 2 3 4 5 6 7 cục nguyên bản, và đếm đầu thân nhá, 1 2 3 này. 3 4 5 6 7 8 9 này. 10 11 12 13 14 15 16 17. 16 thân, được 16 cái 17 mầm gốc như này. Đấy. Hoàng thảo kèn toàn cục nguyên bản đây nhá các bác nhá. Đây, toàn cục nguyên bản ghép còn buộc hết vào chậu đây. Đấy, rễ nó còn bén xung quanh chậu rồi. Trong đây chỉ có mỗi 7 cục nguyên bản thôi, không có giá thể gì đâu, vỏ thông vỏ thiết chả có, chả cho một cái gì cả. Đấy, cứ lên bình thường như thế này thôi. Mã số 108 giờ này có giá là 1 triệu đồng thôi nhá. Hoàng thảo kèn 1 triệu đồng. 16 17 đầu đây. Đấy, thân dài nhất của nó là được 2 này, 4 này. 60 cm rồi các bác nhá, thân dài nhất 60 cm rồi. 108 1 triệu đồng hoàng thảo kèn. Tiếp theo lên một giò kiều. Kiều này là kiều hoa trắng tinh nhá các bác nhá, hoa trắng tinh. Đấy, kiều vuông hoa trắng, mã số 114 có giá là 200.000 đồng, à 250.000 đồng. 114 250.000. Kiều vuông hoa trắng tinh ạ, 114 250. Mã số 109, 109 đây là một chậu hài complex hoa xanh. Đây, đang hiện tại đang có một cái mèo lụ đấy các bác nhá. Đây là cái mèo lụ đây này. Đây, mèo lụ ở đây. Đấy, hài complex hoa xanh. Đấy, như thế này. Một chậu này mã số 109 có giá là 300.000 đồng. Hài complex nha các bác nhá. 109 300. Mã số 65, 65 là hài mau đia. Hài mau đia một chậu như thế này.
cũng có một vòi, một mèo hoa đây. Mã số 65 có giá là 300.000 đồng, 300.000 đồng. Màu đìa hoa xanh. 65 300. Tiếp đến một giò hài nữa, đây là một chậu hài Coxy. Hài Coxy nha các bác nhá. Chậu này được 5 mèo hoa. 1 2 3 4 5 mèo như này. Mã số 92 200.000 đồng. 200.000 đồng. Đây là hài Coxy. Đấy, một chậu rất là nhiều thân này các bác nhá. 92 200.000 đồng. Tiếp đến là một chậu hài dâu xanh mã số 93. 93 chậu hài dâu xanh như thế này. Có giá là 250.000 mã số 93 nhá. 93 250.000. Hài dâu xanh. 93 250.000. Một chậu rất là to như này, nhiều thân, hoa cũng rất nhiều các bác nhá. Hoa của thằng hài này thì độ bền hoa của nó hơn 1 tháng rồi, các bác yên tâm là chơi thoải mái hoa luôn. 250.000. Hài dâu xanh. Tiếp theo lên một giò quế trắng tháng 8 mã số 110. Chậu này thì được 1 bông này, 2 bông này, 3 bông này. Đấy, 3 bông thôi. Một chậu như thế này, cây rất đẹp nha các bác nhá. Cây xếp cực đẹp luôn đây nha. Mã số 110 có giá là 450.000 đồng. 450.000 các bác nhá. Quế trắng tháng 8 ạ. 3 vòi hoa rồi, 110. 450.000. Quế trắng tháng 8. 450.000. Tiếp đến em lên một giò kiều tím. Mã số 113. Đấy, kiều tím trồng thuần trên một cái chậu nhựa này các bác đây. Thì dễ. Trồng thuần 3 năm nay rồi nên các bác yên tâm, dễ nó rất là nhiều luôn, nó bám chi chít giá thể rồi. Gửi cho các bác là khả năng không cần phải bịt mặt chậu rồi, nó vẫn cứ thế thôi. Nó bám rất chắc rồi. 113, chậu này có giá là 350.000 đồng. 350.000 nhá. 113. Đây là thằng kiều tím. Trồng trên chậu nhựa phi 25 nhé. Chậu nhựa phi 25. Mã số 52. Mã số 52. Đây là một giò cái gì nhỉ? Hồng Thiên Cung. Hồng Thiên Cung. Rồi. Đây, rất nhiều thân như này. Mã số 52 có giá là 450.000. Một giò rất to nha các bác nhá. Một giò rất to, rất nhiều thân như này. Đấy. Thân dài nhất thì được 2 này, 4 này, 6, 70 cm này. Mã số 52, 450.000, Hồng Thiên Cung. Giò cực to luôn. Tiếp đến em lên một cái giò nhạn tháng 8 như này. Một giò nhạn tháng 8 gồm có hai cây giống như này các bác nhá. Nhạn tháng 8 chuẩn rừng, chuẩn nhạn tháng 8 luôn các bác nhá. Mã số 111 có giá là 400.000 đồng. 400.000 đồng hai cây ạ. Đấy, nhạn tháng 8. Mã số 111 400.000 đồng, 3 con 1, 400. Tiếp theo một giò, một chậu nhạn va A3 nha các bác nhá. Đấy. Hoa thì cánh vàng và lưỡi trắng, gồm có hai cây như này. Cây cũng rất là cao, 20 cm rồi. Mã số 112 có giá 400.000 đồng. 400.000 đồng nha các bác nhá. Đấy, hai cây 400. 112 400 nhạc 5 cánh vàng và lưỡi trắng. Tiếp đến một giò Korakuki. Mã số 90. Giò này gồm có 3 cây, 90. Chậu này có giá là 500.000 đồng. Mã số 90 500. Korakuki nha các bác nhá. Korakuki 500.000 mã số 90, 3 cây ạ. Chậu gỗ nhãn phi 25. Chậu 5 cánh trắng HO hay còn gọi là hiển oanh, 5 cánh trắng hiển oanh đấy. 1, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 đầu đấy. Tổng là có 11 đầu cả kỳ đấy. Có mỗi một cái kỳ rồi thôi đấy. Mã số 86, chậu này có giá là 400.000 đồng đấy. 400.000 đồng nhé các bác nhé. 5 cánh trắng HO hơn 40 cm rồi đấy. Đi rất là nhanh, hôm mang xuống cách đây 2 hôm nó mới được có 40, hôm nay đã lên được hơn 40, tầm 43 rồi, đi rất nhanh. 86, 400.000 đồng. 400.000 đồng các bác nhé. 5 cánh trắng HO. Tiếp theo là một chậu quy sóc như này.
Đấy, trồng trên cũng trồng trên cái chậu gỗ như này, mã số 34, cho lại có giá là 250.000, 4 cây nhé, sóc. Đấy, sóc 4 cây. 250.000 mã số 34, 34 250.000. Nuôi sóc nha các bác nha. Nuôi sóc. Tiếp đến một giò 5 cánh trắng Phú Thọ như này. Gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 thân, gồm có 8 thân hoa. Thân dài nhất là được 2 4 60 cm rồi. Đấy. Một giò như thế này. Mã số 104 có giá 650.000. 650.000 nha các bác nhá. Cũng thuần được 3 4 5 45 này rồi, 4 5 nhưng mà 3 5 rồi. Mã số 104 có giá là 650.000. Đây là 5 cây trắng Phú Thọ nha các bác nhá. Tiếp đến là một giò nhạn tháng 8 mà lai mê quế trắng tháng 8. Nhạn tháng 8 lai mê quế trắng tháng 8. Một giò gồm 6 cây. 6 cây như này, mã số 34 300.000 đồng. 34 300.000 đồng, nhạn tháng 8 lai mê quế trắng tháng 8 nha các bác nhá. 300.000 đồng mã số 34. Tiếp theo em lên một chậu hoàng phi hạc. Thân siêu dài luôn, 2 4 6 8 10, 1 m nha các bác nhá. Thân dài nhất 1 m như thế này. Đấy, và ngọn của nó vẫn đang mở đi rất là khỏe như này các bác ơi. Đấy, từ giờ đến cuối năm nó phải tầm khoảng 1m4 đến 1m5 là chuyện bình thường luôn. Hoàng phi hạc. Cây cực đẹp luôn ạ. Đấy. Một giò như thế này, mã số 98 có giá là 250.000 đồng. 250.000 nha các bác nha. Hoàng phi hạc 250.000. Cây siêu đẹp luôn. Tiếp theo lên một giò trầm trắng như này. Một chậu trầm trắng như này. Chậu này được 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 thân hoa. Chậu này được 9 thân hoa như này. Mã số 89 300.000 đồng. 300.000 đồng nhé, 89 300. Đây là trầm hoa trắng tinh nhé các bác nhá. Trầm hoa trắng tinh ạ. 8 mã số 89 300.000 đồng. À, mã số 87 chứ, 87 300. Tiếp theo một giò kiều vàng trồng thuần trên một cái đĩa dớn như này. Đấy. Xoay lung tung beng cho các bác xem, toàn thân lá luôn các bác nhá. Đây, toàn thân lá. Thân tím ngắt rất là đẹp này. Mã số 81, chậu này có giá là 250.000 thôi, 250.000. Kiều vàng trồng thuần trên cái đĩa dớn như này. Đĩa dớn này phi 20-21 nha. 81 250.000. Kiều vàng. Tiếp đến một chậu kiều mỡ gà mã số 35. Kiều mỡ gà hoa vàng khé nha các bác nhá. Kiều mỡ gà là hoa cũng vàng và lưỡi họng của nó cũng vàng hết, cánh và họng đều vàng, một màu vàng hết. Mã số 35. Có giá là 350.000. 350.000 mã số 35. Kiều mỡ gà. Một cây nhạn 4N như thế này. Thật sự với các bác là lá của nó rất là to, lá được 5 sen các bác nhá, bản lá 5 sen. 1 2 3 4 5 6 đang lên cặp lá thứ 7 đây. Mã số 11 có giá là 500.000 đồng, 500.000 đồng. Đây là nhạn 4N nhá các bác nhá. Hoa thì cực thơm, nở vào tháng 4 tháng 5 nhá các bác nhá. Tiếp theo một giò sơn thủy tiên họng đen như thế này. Gồm 1 2 3 4 5 6 7 củ. Đấy. Củ của nó cũng rất dài, củ dài thì cần hoa sẽ rất dài. Và nói chung là cái thằng này nó đã nở hoa tại vườn nhà em rồi nên các bác yên tâm, và em đã đánh dấu hết đây rồi. Cái thằng nào họng đen nó cũng biết là em đã quấn băng dính hết ở đầu cán rồi, không bao giờ nhầm được nữa. Đấy. Mã số 64 có giá là 600.000 đồng. 600.000 đồng sơn thủy tiên họng đen. Đấy. Còn do sơn thủy tiên chậu thiên thủy tiên họng vàng, một giò to chùm cây như thế này. Đấy, mã số 84, chậu này có giá là 280.000 đồng. 84 280.000 nhé, sơn thủy tiên hàng thường ấy. À đây có giò sơn thủy tiên họng đen bé bé đây, bé nhỏ xinh xinh. Mã số 94, chậu này được 1 2 3 4 thân lá như này.
Đây, bộ rễ của nó thì các bác không phải nghĩ rồi, rễ thì rất là nhiều, nó phải tầm khoảng 80 90 cái rễ cắm, nhìn này rất nhiều rễ luôn. Đấy. Cây cực khỏe rồi. Mã số 894 300.000, 300.000 đồng các bác nhé. Sơn thủy tiên họng đen 300.000 đồng. Mã số 94. Do đuôi gà tròn mã số 88. 88 đuôi gà tròn. Một chậu rất nhiều thân như thế này. Thân hoa rất nhiều. Cái thằng này thì giờ đến cuối năm ít nhất nó phải đẻ cho các bác thêm một lần nữa. Từ giờ đến cuối năm phải đẻ thêm một lượt nữa là ít. Đấy, mã số 88 có giá là 250.000 đồng. 250.000. Đùi gà tròn nhá các bác nhá, đùi gà tròn của Lai Châu ấy ạ. Mã số 88 250.000. Hoa rất là thơm và cũng bền nhá các bác nhá. Tiếp đến một giò hoàng thảo xoắn, mã số 72. 72 hoàng thảo xoắn, một chậu như thế này. Một chậu hoàng thảo xoắn đây. Đây bốn cái mầm tơ đang lên rất là đẹp rồi. Đấy, mầm dài phần 40 như thế này. Đấy, và trên đây là hầu như là toàn là những thân vẫn còn ra được hoa nhé các bác nhé. Đây còn mấy cái thân đây, còn ba bốn cái thân này là bốn thân này là tơ tít luôn, chưa ra một cái hoa nào. Và cái này đã ra lác đác một vài cái rồi. Nói chung là cứ còn mắt là nó sẽ còn ra hoa thôi. Cái dòng hoàng phi hạc này nó cũng giống kiểu đùi gà, nó cứ còn mắt là còn ra hoa thôi, nó không mà. Các về các bác đừng cắt đi. Mã số 72, chậu này có giá là 300.000 đồng nguyên một rề các bác nhá. Nguyên một rề hoàng phi hạc 72 300.000 đồng. À quên mất, hoàng thảo xoắn nhỉ. Đây là hoàng thảo xoắn. Mã số 99. 99, đây là một chậu ngọc thạch ba màu. Mã số 99, siêu nhiều mầm gốc các bác nhá. Những mầm dài như này, những cái mầm này đã dài được 50 cm hơn 50 cm đấy. Đấy, rất là dài. Giò như này. Về các bác buộc lên thôi. Mã số 99 200.000 đồng. Đây là ngọc thạch ba màu. Mã số 110, đây là một chậu trầm tím. 110 trầm tím. 250.000 các bác nhá. 250.000 trầm tím. Mã số 110. Cây lên cực đẹp này, mướt mát như thế này. Cây đã lên dài được 20 cm rồi. 250.000 mã số 110. Trầm tím. Tiếp theo là một giò kiều dẹt mã số 71. 71 kiều dẹt 250.000. 250.000 kiều dẹt mã số 71. Trồng thuần trên một cục gỗ này nhá. 71 250.000. Một giò môi tua. Mã số 102, 102 môi tua. Đấy, mầm non lên siêu nhiều luôn các bác ạ, mầm non lên cực nhiều luôn. Đây. Di rít chi chít mầm non đang lên đây. Đây. Chiêng chỗ này thôi phải chục cái rồi. Mã số 102 200.000 đồng môi tua nha các bác nhá, môi tua hoa màu vàng. Tiếp đến em lên một cái chậu bạch ngọc đuôi công. Bạch ngọc đuôi công. Chậu này mã số 96 có giá là 250.000. 250.000 nha các bác nhá, bạch ngọc đuôi công 250.000. Rồi anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp em với số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em đã kết nối Zalo rồi nhá. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.